Vụ hàng trăm nhân viên y tế xuống đường kêu cứu vì bị nợ 8 tháng lương, lãnh đạo bệnh viện nói gì? Liên quan đến việc Bệnh viện Tuệ Tĩnh thuộc Học viện Y Dược Cổ Truyền Việt Nam nợ lương của cán bộ viên chức người lao động, chiều 12 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã yêu cầu lãnh đạo Học viện Y Dược Cổ Truyền Việt Nam, lãnh đạo Bệnh viện Tuệ Tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của Bộ Y tế giải quyết dứt điểm việc nợ lương, đảm bảo quyền lợi của cán bộ viên chức người lao động theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về Bộ Y tế trước ngày 20 tháng 1 năm 2022. Sự việc cán bộ nhân viên y tế bị nợ lương suốt trong nhiều tháng ròng đã lên đến đỉnh điểm khi ngày 12 tháng 1, hàng chục nhân viên y tế Bệnh viện Tuệ Tĩnh đã căng băng rôn yêu cầu trả lương. Nguyên nhân là suốt hơn 8 tháng qua họ bị nợ 50% số lương cơ bản. Theo nhiều nhân viên y tế của bệnh viện này, số tiền lương ít ỏi họ được nhận hàng tháng không thể đủ cho họ trang trải cuộc sống. Nhiều người đã phải bán hàng, bán rau quả sau giờ làm việc để có thêm thu nhập. Mới đây, ông Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam cho biết, liên quan đến sự việc trên, Ban Giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Công đoàn Học viện và các phòng chức năng đã gặp gỡ động viên, đề nghị viên chức, người lao động bình tĩnh, không tụ tập đông người, gây mất ổn định nội bộ. Lãnh đạo khẳng định làm đúng luật. Theo Giám đốc Bệnh viện, từ tháng 1 năm 2019, Bệnh viện Tuệ Tĩnh được điều chỉnh phân loại đơn vị sự nghiệp công lập từ đơn vị tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên sang đơn vị tự đảm bảo chi hoạt động thường xuyên. Bệnh viện Tuệ Tĩnh được tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, theo đúng các quy định của nhà nước và Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam. Do vậy, công tác quản lý đội ngũ cán bộ và chế độ tiền lương của viên chức, người lao động làm việc tại bệnh viện thực hiện theo quy định của luật viên chức và pháp luật hiện hành. Về lý do chậm lương, lãnh đạo bệnh viện cho rằng dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt thứ tư từ cuối tháng 4 năm 2021, bệnh viện gần như không có bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh trong quý 1 năm 2021 đạt 15%, quý 2 năm 2021 đạt 51,19% và quý 3 năm 2021 đạt 12,1% so với số giường bệnh theo kế hoạch. Cũng theo đại diện bệnh viện, tuy nguồn thu giảm nhưng bệnh viện vẫn phải tăng chi để thực hiện các giải pháp phòng chống lây nhiễm do dịch COVID-19 như mua sắm trang phục chống dịch, dung dịch sát khuẩn, chi phí phục vụ công tác tiêm chủng cho viên chức, người lao động và thân nhân cán bộ viên chức, cử mỗi cán bộ tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Do vậy, từ tháng 5 năm 2021 đến nay, bệnh viện chỉ tạm chi 50% tiền lương, dẫn đến đời sống của viên chức, người lao động gặp nhiều khó khăn. Ông Huy nhấn mạnh đơn vị đã đề xuất phương án xử lý tháo gỡ khó khăn, xin ý kiến Bộ Y tế và đang chờ chỉ đạo trực tiếp cụ thể từ Bộ Y tế và sẽ thực hiện sớm việc chi trả đầy đủ lương cho cán bộ nhân viên. Lãnh đạo đã từng hứa, điều dưỡng Trần Thị Hồng Minh, khoa nội nhi chia sẻ tổng tiền lương của chị chỉ hơn 3 triệu đồng một tháng. Từ tháng 5 đến nay không được nhận, cuộc sống gia đình chị Minh hiện lâm vào cảnh cùng quẫn, khó khăn bộn bề. Không có tiền trang trải, chị cũng không dám cho con học thêm. Theo chị Minh, vấn đề bệnh viện nợ lương đã vậy, nhưng lãnh đạo của bệnh viện dường như đang rất vô cảm trước sự khó khăn của cấp dưới. Nhiều lần lãnh đạo hứa sẽ giải quyết nhưng rồi không giải quyết được gì. Trong khi lãnh đạo vẫn có chế độ thì chúng tôi lâm cảnh đường cùng, lo cuộc sống hàng ngày còn chưa đủ, chúng tôi không nghĩ gì đến Tết. Chị Minh chia sẻ khi được hỏi về tâm trạng nghĩ về cái Tết đang cận kề. Chị Lê Thanh Bình, tổ trưởng tổ công đoàn Bệnh viện Tuệ Tĩnh cũng cho biết, Bệnh viện Tuệ Tĩnh là một trong 3 đơn vị trực thuộc Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam. Trong khi các đơn vị khác vẫn được hưởng các phúc lợi hoặc đảm bảo do bệnh viện chi trả thì riêng Tuệ Tĩnh thì không. Nhưng khi người lao động có ý kiến với ban lãnh đạo, họ được trả lời rằng bệnh viện đã tự chủ, vì vậy phải tự lo đến trách nhiệm của đơn vị. Phía lãnh đạo bệnh viện không thể đưa mốc thời gian cụ thể sẽ giải quyết, thay vào đó chỉ nói chung rằng trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên đến nay, hàng trăm nhân viên y tế Tuệ Tĩnh vẫn song song làm chuyên môn, chăm sóc bệnh nhân, tiêm chủng vaccine nhưng không nhận được đồng lương nào. Từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021, chúng tôi bị nợ 50% lương, đến tháng 12 chưa có đồng nào. Tại các buổi giao lưu, ban giám đốc cho biết không có nguồn để chi trả cho bệnh viện, chị Bình bức xúc. Được biết, đa số cán bộ của bệnh viện là điều dưỡng viên nên hệ số lương rất thấp, tính cả phụ cấp ngành hay phụ cấp độc hại cũng chỉ được 6 đến 7 triệu đồng mỗi tháng. Từ tháng 5 năm 2021, họ chỉ được nhận một nửa, tức 3 triệu đồng mỗi tháng.